Hình ảnh phun xịt thuốc rất là quen thuộc với bà con, nhất là cử phun thuốc cỏ đầu vụ, mà trong đó thuốc đặc trị cỏ lăng vật hay còn gọi là cỏ gạo và cỏ đuôi phụng luôn được rất nhiều bà con tin dùng hơn thập kỷ qua. Đó là sản phẩm 330 OD phun ở giai đoạn lúa từ 7 đến 10 ngày sau xạ, khi cỏ từ 2 đến 3 lá. Và bà con cứ yên tâm mà sử dụng vì thuốc an toàn cho lúa, kể cả bà con phun trồng mí hoặc trồng lối cũng không ảnh hưởng. Khi sử dụng, bà con nên làm đất kỹ và đảm bảo mặt ruộng bằng phẳng, đủ độ ẩm. Sau khi phun 24 giờ thì bà con bắt đầu cho nước vào ngập đều mặt ruộng để đạt được hiệu quả như mong muốn. Không chỉ thế, sản phẩm Boost 330 OD còn được bà con tin dùng để quét cỏ còn sót lại. Vậy sử dụng ra sao, hiệu quả như thế nào, mời bà con cùng lắng nghe nông dân chia sẻ nhé. Tôi có một cái chia sẻ là qua nhiều năm sử dụng cái Boost này là tôi thấy cái cỏ sót đó. Là tôi xài nửa chai Boost này vô một bình điện 20 lít là tôi xịt những cái chỗ gò, những cái chỗ mình bơm nước không tới cỏ sót lại đó. Nó khoảng hai mấy ba mươi ngày là nó cỏ gạo với cỏ đuôi phụng là nó rất là hiệu quả. Trước đây thì những cái chỗ mà cỏ sót á, tôi cũng xài rất nhiều loại thuốc mà tôi cộng hai ba thứ vô, cỏ nó không chết mà là lúa ảnh hưởng gì lắm, nó không có trổ được luôn, mà cỏ thì nó không có chết triệt để được. Còn thằng Boost này xịt chỉ một bình thằng Boost này thôi, không có cộng gì hết. Nó cỏ nó chết rất là đẹp mà lúa không ảnh hưởng, lúa vẫn xanh tốt, phát triển bình thường, tới giai đoạn mà trổ đồng đó là vẫn bình thường. Tôi xài rất là tâm đắc. Bây giờ nếu mà có một hai chỗ gò mà sót lại thì chỉ có Boost này thôi, cắt làm hai một chai này, cắt làm hai hai bình điện là rồi. Boost diệt sạch cỏ dại, an toàn cho lúa, Tân Thành cho năng xuất xanh.